Kinh văn. Sáu điều chấn động khắp các cõi Phật, mười phương cõi nước, như số di trần, đồng thời hiện ra. Giảng. Sáu điều chấn động khắp các cõi Phật. Đức Phật trụ thế không chỉ riêng ở thế giới ta bà của chúng ta, mà khắp cả các thế giới khác. Cả hàng triệu thế giới đều trải qua sáu loại chấn động. Có ba loại hình chấn động là động, dõng, khởi. Động là sự chuyển động của trái đất giống như một cơn động đất vậy. Dõng là đột nhiên bị rung động, khiến cho lòng đất từ từ phóng giọt lên giống như nước phun lên từ dòng suối. Khởi là sự chấn động dữ dội trên mặt đất. Đôi khi trái đất có thể bị chấn động dữ dội trồi lên thành chỗ cao hoặc chìm sâu xuống chỗ thấp. Hiện nay trái đất của chúng ta đang ở giữa thời kỳ biến chuyển của sáu loại chấn động. Ba loại khác là thanh chấn động, gọi là chấn, hống và kích. Chấn không giống như động mà chỉ là một dạng rung nhẹ của quả đất. Khi dạng chấn động này xảy ra thì mặt đất bị nứt nẻ ra từng mảng và thường làm nhà cửa sụp đổ. Hống là khi từ trong lòng đất phát ra những âm thanh mà thế gian chưa từng nghe. Kích là âm thanh vang ra khi mặt đất bị tách ra thành từng mảnh và hai phần của khối nước va chạm vào nhau. Sáu điều chấn động xảy ra bởi nhiều nguyên nhân. Khi có người trên thế gian tu hành sắp thành Phật, hoặc khi có người tu tập được giác ngộ nhưng chưa chứng được quả vị Phật, như khi chứng được quả vị A-la-hán, hoặc khi ma dương muốn phá hủy tâm đạo của người tu hành ở thế gian. Thế nên sáu điều chấn động ấy lại có thiện cảnh và ác cảnh. Khi xảy ra các cảnh chấn động tốt lành và hay đẹp là khi ở nơi thế gian có một đức Phật vừa thành đạo hoặc có người được chứng ngộ. Khi ấy bất luận sự chấn động của sáu dạng ấy dữ dội đến ngần nào cũng không làm cho mọi loài chúng sinh trên thế gian bị tổn thương. Khi ma dương muốn thi thố ma lực nhiễu hại tâm đạo của người tu hành nơi thế gian, nó có thể sát hại nhiều người và trút cơn giận dữ bằng sự phá hoại. Khi có một cơn động đất ở một nước nào đó làm cho nhiều người bị chết và bị nạn, rồi ở các nước khác cũng bị xảy ra những tai nạn như vậy, đó là khi ma dương muốn khoe sức mạnh cơ bắp của mình để hăm dọa loài người ở thế gian và muốn bành trướng phạm vi quyền lực của mình. Cũng giống như một cuộc phô diễn thế lực chính trị, ma dương biểu diễn thế lực với loài người chúng ta như muốn nói: hãy xem thần lực của ta lớn mạnh dường nào, ta có thể chuyển trời lật đất. Bởi vậy nên quý vị phải biết phân biệt kỹ lưỡng khi ta gặp những hiện tượng xảy ra là tốt lành hay xấu ác, vì có rất nhiều hiện tượng sai biệt nhau. Nói về chuyện động đất, tôi nhớ mình đã trải qua một trận động đất vào một đêm sau khi mẹ tôi qua đời. Khi ấy tôi đang thực hành hành báo hiếu cư tang bên cạnh mộ mẹ tôi. Tôi đang lúc tỉnh tọa thấy mọi vật đều rỗng không, chẳng còn thấy gì là vật, chẳng còn thấy gì là tôi nữa. Lúc ấy tôi chợt cảm nhận một sự rút chuyển làm xúc động toàn thân. Tôi tự nghĩ: a, loài ma nào mà có khả năng làm lay động thân tôi như thế này? Sức mạnh đó của nó
chắc phải dữ dội lắm. Tôi không biết, đó chỉ là một cơn động đất. Ngày hôm sau, có người đến bảo cho tôi biết có một cơn động đất vừa mới xảy ra, một trận động đất kỳ quặc. Cái giếng gần nơi tôi ngồi thiền bỗng phun giọt lên những tia lửa. Đây là những dòng nước bằng lửa phun ra từ miệng giếng, chứ không phải là nham thạch phun ra từ núi lửa. Thật là có quá nhiều chuyện quái lạ trên thế gian này. Tôi biết có nhiều người suy nghĩ chắc là lòng giếng thông với mỏ Lưu Quỳnh, là chất nham thạch phun ra trên mặt đất mỗi khi có núi lửa. Đó là lý do dòng lửa phun giọt ra từ miệng giếng. Có thể suy nghĩ của họ đúng như vậy. Một khi trên mặt đất xảy ra 6 điều chấn động, thì 10 phương cõi nước như số di trần đồng thời hiện ra. Có bao nhiêu số di trần hết thảy? Không thể nào tính kể được, nên các cõi nước xuất hiện nhiều như vô số di trần, không thể nào tính đếm được. Các vị Đại A-La-Hán, Đại Bồ-Tát, Đại Tỷ Khưu, Trưởng Lão, Cư Sĩ, Quốc Dương, Quan Đại Thần đều trông thấy các cõi nước này đồng thời xuất hiện. Quý vị có thể biết được cảm giác của mọi người lúc ấy ra sao không? Ha ha ha,